chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube Bác sức khỏe và đời sống. Sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh người mẹ tác động chân tay khiến đứa trẻ bị tổn thương xương đùi phải ở Bắc Giang, công an địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Theo đó, các chuyên gia cho rằng sẽ có những tình huống pháp lý là điểm mấu chốt cần được làm sáng tỏ để xử lý vụ việc. Cụ thể những điểm này là gì? Hãy cùng chúng tôi lật mở ngay sau đây. Những yếu tố pháp lý vụ bé trai bị chấn thương xương đùi ở Bắc Giang Hôm 21 tháng 9, anh N chú ruột của nạn nhân đã đăng clip ghi lại cảnh chị N tác động mạnh vào bé trai, khiến bé bị gãy xương đùi. Anh N cho biết sự việc xảy ra tối ngày 20 tháng 6 tại nhà anh trai ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Chú của bé trai cho biết ban đầu không định báo công an vì nghĩ đây là chuyện trong nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh N quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội. Tới chiều 22 tháng 9, công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tiến hành làm rõ clip này và đã xác định người phụ nữ là BTN, 29 tuổi, người địa phương, con cháu bé là TTV, sinh tháng 7 năm 2019, con ruột của N. Hôm xảy ra vụ việc vào khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 6, cháu V làm thất lạc chìa khóa của mẹ và quấy khóc. Chị N không kiềm chế được nên dùng lực tác động mạnh khiến cháu bé bị gãy xương đuôi phải. Hiện cháu V đã bình phục đi học và sinh hoạt bình thường. Chia sẻ sau cuộc làm việc với cơ quan chức năng, chị N, mẹ bé trai cho biết rất hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bức tức trong người mà trong phút nóng này đã hành xử như vậy chị n vừa khóc vừa nói tôi rất hối hận với hành động của mình sau khi sự việc xảy ra tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã đưa con đi chữa trị tôi ân hận rất nhiều tôi sai rồi tôi xin lỗi con mong con tha thứ tôi mà bị xử lý không biết các con sẽ sống như thế nào theo xác minh của công an và trình bày của chị N, người phụ nữ có biểu hiện trầm cảm sau sinh, hiện sống cùng hai con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tuy nhiên với việc có biểu hiện trầm cảm, người mẹ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không là câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm. Luật sư Trần Văn Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội đánh giá, đây là vụ việc có tính chất và mức độ nghiêm trọng gây nhiều bất bình trong dư luận xã hội, những hành vi tác động vật lý với trẻ em, đặc biệt với con ruột là không thể chấp nhận và cần bị lên án. Theo thông tin hiện có, người mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần tiến hành xác minh làm rõ hành vi của người mẹ cũng như căn cứ xác định bệnh của người mẹ có thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự hay không. Theo điều 21 Bộ luật hình sự 2015, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác là mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy yếu tố quan trọng đầu tiên cần xác định là việc chị N có thực sự bị trầm cảm không. Nếu có, điều này dẫn tới việc mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi ở thời điểm thực hiện hành động hay không. Nếu kết quả giám định cho thấy ở thời điểm đó, chị N bị trầm cảm nghiêm trọng dẫn tới mất khả năng điều khiển hành vi, chị sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu xác định chị không bị bệnh hoặc bị bệnh nhưng không dẫn tới mất năng lực điều khiển hành vi, chị vẫn sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình cũng cho rằng yếu tố đầu tiên cần làm rõ đó là khả năng nhận thức của người mẹ trường hợp chị n bị mất năng lực trách nhiệm hình sự người phụ nữ này sẽ không bị truy cứu còn nếu không cơ quan chức năng vẫn sẽ xem xét trách nhiệm hình sự của người mẹ này Bình luận về dấu hiệu hình sự trong vụ việc, ông Hùng nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015. Để có căn cứ xử lý về tội danh này, yếu tố tiên quyết cần làm rõ đó là mức độ thương tật của bé V. Việc xác định tỷ lệ phần trăm thương tật sẽ căn cứ Thông tư 22 2019 tt -BIT của Bộ Y tế. Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 11 đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Như vậy với tình tiết định khung phạm tội đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 134 Bộ luật này, người mẹ chắc chắn bị xử lý hình sự nếu có đầy đủ năng lực hành vi và kết quả giám định cho thấy bé trai có tỷ lệ phần trăm thương tật. Trường hợp thương tích dưới 11% khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, còn nếu ở mức 11 đến 30% mức án người phạm tội đối mặt sẽ là 2 đến 6 năm tù. Ngoài ra, theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trường hợp người phạm tội theo quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan công an sẽ chỉ khởi tố vụ án khi có yêu cầu của phía bị hại. Như vậy nếu bé trai bị thương tật dưới 11% và gia đình không có yêu cầu, người mẹ sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Khi đó chị N có thể bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích theo điểm A khoản 5, điều 7, nghị định 144-2021 NDCP của chính phủ, mức phạt là từ 5 đến 8 triệu đồng. Trường hợp thương tật trên 11%, cơ quan công an có thể khởi tố vụ án mà không cần tới yêu cầu của bị hại. Như vậy yếu tố quan trọng thứ hai của vụ việc cần làm rõ là mức độ thương tật của bé trai. Tùy thuộc kết quả giám định tỷ lệ thương tật ở mức trên hay dưới 11%, chị N có thể bị áp dụng các chế tài xử lý khác nhau theo quy định pháp luật. Theo dõi vụ việc, bà Hà Thị Khuyên, luật sư đoàn luật sư Hà Nội cho hay, trẻ em chơi đùa là chuyện bình thường, diễn ra ở hầu hết các gia đình, mà phụ huynh phải kiềm chế và có phương pháp giải quyết tâm lý khi trẻ tinh nghịch. Theo luật sư, trước khi hành động nóng nảy thiếu kiểm soát, bậc cha mẹ cần nhận thức được hậu quả về thể chất lẫn tinh thần của đứa trẻ khi họ vì nóng nảy chút xuống con trẻ. Trường hợp của bé trai ở Bắc Giang qua camera ghi lại sự việc luật sư thấy bé còn rất nhỏ. Người mẹ cần nhận thức rằng với sức nặng của người lớn khi dẫm lên cơ thể trẻ sẽ gây thương tích nguy hiểm luật sư đánh giá dưới góc độ làm cha mẹ vụ việc trên là bài học đắt giá cho những bậc làm cha làm mẹ khi ứng xử giáo dục con trẻ gia đình bé v cũng cần tiến hành các hoạt động cần thiết để quan tâm chăm sóc bảo vệ cháu tốt hơn hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ như vậy hai tình huống pháp lý cần được điều tra tiếp tục làm sáng tỏ là người mẹ có thật sự bị trầm cảm sau sinh và kết quả giám định thương tật của cháu bé duy cho cùng hành vi gây thương tích cho trẻ là không thể chấp nhận và bị pháp luật nghiêm cấm Nhìn từ vụ việc, các bậc phụ huynh cũng nên tạo cho mình sự kiềm chế nhất định khi giải quyết các tình huống với con trẻ. Không thể quá giận mà mất khôn và khiến trẻ em bị thương còn bản thân đối diện với vòng lao lý. Vì vậy, cha mẹ rất cần chú ý trong việc giáo dục con cái. Mọi lời nói, hành động đều sẽ hình thành nhân cách của con trẻ khi lớn lên. Vụ việc người mẹ khiến con trai bị tổn thương chân nghiêm trọng ở Bắc Giang đang xôn xao dư luận thời gian gần đây. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do người mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Vậy làm thế nào để nhận biết được các dấu hiệu trầm cảm sau sinh? Cách phòng bệnh trầm cảm sau sinh như thế nào để niềm hạnh phúc làm mẹ được trọn vẹn hơn? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cách phòng tránh bệnh trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhiều người lo lắng thường hỏi rằng có phải sau sinh dễ bị trầm cảm không tại sao nhiều người mắc vậy thực tế cho thấy nguyên nhân của trầm cảm sau sinh chưa được xác định rõ ràng các nhà nghiên cứu tin rằng trầm cảm sau sinh chủ yếu do nhiều yếu tố kết hợp như thể chất tinh thần, tâm lý, xã hội, trong đó có thể do sự thay đổi nồng độ hormone môn của cơ thể người phụ nữ sau sinh con. Thay đổi tâm lý, cảm xúc và mệt mỏi trong quá trình mang thai và sinh con, kể cả sinh mổ hay sinh thường, cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến tình trạng trầm cảm sau sinh. Một số triệu chứng thường gặp ở bà mẹ trầm cảm sau sinh là dễ cáu gắt, dễ lo âu và hoảng sợ, buồn bã, sao nhãng trong việc chăm con, mất ngủ, ăn uống thất thường, cảm thấy trống rỗng, giảm thiểu giao tiếp với người khác với tình trạng bị trầm cảm nặng những ý nghĩ ám ảnh có thể xuất hiện và thường liên quan đến việc tác động chân tay đối với trẻ nặng hơn người mẹ có thể xuất hiện ý nghĩ và hành vi đoạt mạng người ngoài ra sau sinh nếu thiếu sự quan tâm giúp đỡ của chồng của gia đình và người thân mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái hoặc tiền sử người phụ nữ có mắc bệnh trầm cảm sẽ dễ mắc trầm cảm hơn vì thế, nhiều phụ nữ sau sinh là những người phụ nữ có tiền sử mắc bệnh trầm cảm đã điều trị hoặc đang điều trị, trẻ tuổi phải trải qua những sự kiện căng thẳng trước lúc sinh con như là con bị bệnh hiếm muộn, thai lưu sảy thai, thiếu sự quan tâm chăm sóc của chồng, mâu thuẫn gia đình, mang thai ngoài ý muốn, dễ bị trầm cảm sau sinh hơn thực tế trầm cảm sau sinh có thể biểu hiện trong những tháng cuối của thai kỳ cho đến vài tuần đầu sau sinh các biểu hiện có thể ở mức độ nhẹ như cảm thấy mệt mỏi lo lắng mất ngủ dẫn đến những biểu hiện nặng hơn như là kích động hoặc thậm chí có ý nghĩ tự tử tuy vậy những biểu hiện mệt mỏi lo lắng có thể chỉ thoáng qua sau sinh tình trạng này không phải là trầm cảm sau sinh nó là đáp ứng bình thường của cơ thể vì vậy để phòng bệnh trầm cảm sau sinh ngay từ khi mang thai cần quan tâm chăm sóc cả về dinh dưỡng về tinh thần của thai phụ người phụ nữ nên tự mình tham gia các hoạt động tích cực đi bộ vận động nhẹ nghe nhạc thư giãn giúp tâm trạng luôn vui vẻ ổn định sau khi sinh con phụ nữ cần có chế độ sinh hoạt phù hợp nghỉ ngơi hợp lý đi dạo nhẹ nhàng bổ sung đủ dưỡng chất không gây áp lực bản thân phải làm tất cả mọi thứ tránh sự cô lập bản thân cố gắng mở lòng với người thân và yêu cầu sự giúp đỡ khi cần thiết và cuối cùng là cần được cảm thông chia sẻ từ chồng và người thân trong gia đình khi đón thêm thành viên mới để niềm vui hạnh phúc gia đình được trọn vẹn ngoài việc chăm sóc sức khỏe của con nhỏ và thể chất của người mẹ thì việc chăm sóc tinh thần tâm lý của người phụ nữ sau sinh là rất quan trọng giúp phòng tránh bệnh trầm cảm sau sinh và những nguy cơ không đáng có quý vị thân mến vụ việc người mẹ khiến con trai bị tổn thương xương đùi nghiêm trọng ở Bắc Giang đã khiến dư luận hết sức bất bình hai yếu tố rất cần được làm rõ đó là kết quả giám định thương tật của cháu trai và xác định căn bệnh trầm cảm sau sinh của người mẹ sau khi ai yếu tố này được sáng tỏ Cơ quan công an sẽ có hướng xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Nếu như người thân của cháu bé có sự quan tâm chia sẻ đúng lúc, thì có lẽ vụ việc đau lòng này đã không xảy ra. Mọi thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!